Chơi luôn. Quân Hưng Sào Hưng. Chạy. Ống nhựa Hoa Sen hân hạnh đồng hành cùng mái ấm gia đình Việt. Chuẩn bị. Thời gian dành cho đội của em Sơn bắt đầu. Đó. Nhanh hơn. Dễ hơn. Mạnh lên con. Chạy nhanh lên. Mạnh lên xíu. Trời ơi. Ôi là trời ơi. Bắn như pháo trời vậy đó. Chỉnh cái này lại. Chỉnh cho ngay lại. Bây giờ hổng. Chơi luôn. Ok ok ok. Quân Hưng Sào Hưng. Chạy đi. Trời ơi. Trời ơi. Bắn lên trời rồi. Quân bắn sao bắn. Chạy. Rồi rồi rồi. Trời ơi. Một hai hả? Ba. Một. Rồi đổi đi, đổi 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 đường đi, đổi người bắn, mọi người chạy đi. Bạn này hướng dẫn lụm đi ra, không chạy nữa. Ủa là sao hả? Không lụm đi, lụm đi, lụm đi quá luôn, khỏi chạy nữa. 15. Lạnh đơn nhỏ nó bắn. Đưa cho con Sưng bắn đi. Bay đi, bay đi. Hạ đi. Ây khó lắm nha. Đưa con Sưng nó bắn cho. Lụm đi. Tâm chạy lụm đi. Lụm cầu đi. Lấy nghe đây em máy cho. Đã đủ rồi. Cứ chạy chứ. Lụm cầu đi. Mấy rồi? 16 rồi. 17. 17 rồi. Còn ba trái nữa. 18. Trời ơi. 18 rồi. Trời, cái gì vậy? Còn hai trái nữa. Hai cái nữa, từ từ, từ bình tĩnh, bình tĩnh. 19. Một quả cuối cùng. Một cái cầu cuối cùng. Một cái câu cuối cùng. 20. Yeah. Như vậy là đội em Xuân đã hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi. Đồng hồ đã dừng lại quý vị. 20 trái cầu đã rơi vào giỏ. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với đội thứ hai. Ống nhựa Hoa Sen hân hạnh đồng hành cùng mái ấm gia đình Việt.